Hello và chào mừng em đã quay trở lại channel mình nhé. Thì clip hôm nay mình sẽ trải nghiệm khu vui chơi mừng sinh nhật PUBG Mobile lần thứ hai. Nhưng mà trước tiên mình phải clear khu này trước đã. Phải dành mấy cái máy chơi game mới được anh em ạ. Đậu dành. Có Thôm Sơn rồi này. Nãy mình thấy sương sương cũng đông người bay vào khu này phết. Đây rồi. Rồi nóc một này. Gạt luôn này. Ui sau lưng mình có đó. Từ từ anh ơi, anh làm gì anh ơi? Anh làm gì anh ơi? Ôi, hai team à? Bó này trước. Alo, bó này là người. Bậy rồi. Người mà cứ tưởng bot là hỏng ơi. Vậy vô đây dành. Dành máy chơi game mới được. Không qua đi bạn ơi. À, chạy à? Chạy đi đâu? À, chạy kìa, chạy kìa. Úi rồi, thanh niên. Vãi cả trường chạy này. Trời điệu, thế mà không chết kìa. Trời ơi, một ông lại trốn ra bên ngoài rồi anh em à. Trốn như thế này thì làm sao mình dám mình chơi game đây. Từ từ đã, mình lút ít máu, ít nước rồi mình công qua luôn này. Uống mình nước này. Khu này là khu vui chơi của mình, không được ai gọi là xâm phạm anh em ạ. Ngoại bất xuất, à quên. Cái gì nhở? Nội bất xuất, ngoại bất nhập, ờ đúng rồi, me. Mình cái câu này mà mình nhớ mãi. Từ từ đã. Các bạn đợi mình chút nha, mình clear được cái tên này sau đó mình sẽ quay lại mình trải nghiệm những trò chơi trong khu vui chơi. Đây rồi, tầng hai cái nhà này luôn. Lộp cộp này, ông này yếu mà, chắc là chưa hồi máu đâu. Hello baby. Thanh niên này đi chơi net lại chạy trốn nè bạn ơi. Ui dồi. Cầm DB bắn cục thế bạn ơi. Đây rồi, cướp được thêm 2 xu nữa rồi. Hí. Mình có tiền mình chơi net rồi anh em ơi. Được đấy. Ok, vậy là vẫn nốc, vẫn chưa cần lìa, nhưng mà thôi kệ đi. Chứ bây giờ là mình ghiền game trong cái khu vui chơi này lắm rồi đấy. Mình gọi là trải nghiệm sương sương thôi nha. Để uống mình nước này. Thì chắc là các bạn cũng biết rồi, mình tại vì lần hôm nay mình mới làm clip mình gọi là mình làm clip mình review được cái khu vui chơi này. Cứ mỗi lần mà các bạn chơi thì các bạn sẽ được 2 đồng xu. Mỗi một trận là nó sẽ tặng cho 2 đồng xu. Các bạn giết xác người ta thì các bạn sẽ được thêm 2 đồng xu nữa. Nhưng mà ông đấy là phải chưa sử dụng xác nha, chưa sử dụng đồng xu nha. Đấy. Từ mình lại xác kia mình loot nữa. Ngoài ra các bạn có thể lại được những cái máy chơi game ấy. Là các bạn vẫn nhận được thêm 2 đồng xu nữa. Nói chung là càng nhiều đồng xu thì các bạn sẽ có càng nhiều cơ hội để trải nghiệm hơn. Đây, có 2 đồng xu này. Ok. Đây, mình loot qua một ít đồ nữa nha. Không có M4 nha. Tại vì mùa này mình đang bận cày danh ấy, đâm ra là hôm nay mình mới có thời gian mình trải nghiệm được chế độ trải nghiệm được cái khu vui chơi này. Khu vui chơi này là đang chào mừng sinh nhật lần thứ hai của PUBG Mobi. Rồi. Vẫn là còn một cái xác ông đang bỏ chỗ này nữa, không biết là mình đã lốt đồng xu chưa nhỉ? Mình thử lại mình check luôn nhá. Trời ơi, đồ khu này nó giàu vãi trưởng anh em à. Này các bạn thấy không? M4 đấy rồi. Trời ơi. Đây đấy, đây là mấy cái máy chơi game. Từ từ các bạn cứ bình tĩnh. Mình chơi game là mình cứ phải từ từ, mình phải nhìn quan sát xung quanh, không là phụ huynh ganh chết. Ngày trước không biết là bạn nào tuổi thơ dữ dội như mình, còn những cái bạn 8x, 9x như mình ấy là thường là hay chơi những cái máy thế hệ của 8x này. Thế hệ 8x, 9x chơi máy này rất là nhiều. À đây, ông này chưa nhặt 2 này, rồi. À, bây giờ là mình sẽ trải nghiệm từng loại máy nha, đây là cái máy ngẫu nhiên. Chắc là các bạn cũng biết rồi, à, mình sẽ chơi lại. Cái này là gọi là kiếp đỏ đen này. Được đồ gì thì sẽ cho đồ đấy thôi. À, tay cầm tam giác này. Cũng được. Thêm một phát nữa này. Ây da, ây da, ây da. Nhìn ngầu phết nhờ. Rồi, một quả nét anh em ạ. Đấy. Thì nói chung là cái này các bạn sẽ quay đồ thôi. Nó sẽ ra đồ ngẫu nhiên. Cái này mình đã từng quay ra được cả luôn cây M24 này, K98 này, M4 này. Rồi nói chung là tất là thật những cái món đồ mà xuất hiện trong PUBG. Nhưng mà chưa quay được flare gun nha anh em. Không biết là bạn nào có quay được flare gun trong cái máy này thì hãy comment bên dưới nha. Rồi, cái máy này thì cũng chẳng có gì đặc biệt nhiều đâu. Này, 2 đồng xu này, 2 đồng xu này, các bạn thấy không? Rất nhiều. Đấy,
này chơi đến sáng cũng không hết tiền anh em à. Không hiểu sao cái sự kiện này mà được chơi thoải mái luôn. Đây tiếp theo là cái trò này. Trò này là trò bắn gà nha mọi người. Đây, ấn vào đây để chơi này. Đấy. Trời ơi, hấp dẫn vãi trời anh em ạ. Trò này thì đúng là ngày trước mình cũng từng là trùm rồi. Úi ạ. Vâng, cái này hơi khó điều khiển một chút thôi. Nó không dễ như là điều khiển bằng 4 nút anh em ạ. Rồi, mình được 190 điểm. Và phần thưởng sẽ là một cái silent của AR nha. Đấy, các bạn thấy không? Ba máy này thì đều như nhau thôi. Rồi, mình sẽ trải nghiệm mỗi máy một lần thôi. Tiếp theo là trò này. Trò này thì không khác gì trò bắn gà huyền thoại rồi. Và những cái thế hệ đi học tin học mà trốn à trốn học để gọi là vào vào cái máy mà để học tin học đấy, chơi cái trò bắn gà ấy. Gắn liền tuổi thơ rất là dữ dội rồi. Rồi 245 điểm và mình được phần thưởng là mình sẽ được một cái phiếu. Cái phiếu này dành cho những bạn nào chưa biết thì cái phiếu này đấy. Các bạn tìm được đủ 10 phiếu nha, từ phiếu số 1 cho đến phiếu số 10. Đây là mình nhận được phiếu số 8 này. Thì khi các bạn ghép được đủ 10 cái thì các bạn sẽ nhận được một cái huy hiệu độc quyền của sự kiện PUBG Mobile lần này. Đấy. Nói như vậy là các bạn sẽ hiểu ngay. Ok. Thì hiện tại ba máy chơi game thì nó sẽ có ba loại như vậy thôi, ngẫu nhiên rồi bắn gà rồi bắn gà với lại bắn gọi là cái này là bắn cái phi thuyền đi. Đấy. Tiếp theo là mình sẽ chuyển qua trò chơi thực tế hơn. Đấy là trò chơi trong game nha, còn đây là thực tế ngoài đời này. Ngoài đời nhưng mà ngoài đời trong PUBG Mobile nha anh em. Đây là trò tàu lượn. Đấy, các bạn nhìn đây. Mình sẽ ấn start. Thì nó sẽ bay lên. Trời. Cái này mỗi lần mà mình bay lên như này mình quan sát ấy thì rất là có lợi khi mà quan sát địch xung quanh có công vào hay không ấy. Rất là tuyệt vời luôn. Vâng, mỗi lần bay số như này nó lại còn tàu lượn như này này. Phê vãi cả trường ra. Anh em thấy nhìn ngầu không? Ôi sợ Đậu xanh nhìn như kiểu hack ấy. Nói chung là mình lượn một vòng cũng chẳng có ai trên khu này nữa rồi. Bây giờ sẽ chuyển qua chế độ mới đi. Đây là trò chơi mới. Trò chơi này là trò chơi bắn gà thực tế luôn. Đây, chỗ bỏ đồng xu để được trải nghiệm này. Các bạn sẽ sử dụng súng súng thật của mình để bắn luôn nhá. Gà đen này thì không được cộng điểm thôi. Trời ơi. Mình sợ bắn nhầm con đen đấy. Bắn vào con đen là bị trừ 10 điểm nha mọi người. Rồi, được một bình phớt này. Với lại 30 viên đạn. Thì đây nhá. Con đen này là sẽ trừ 10 này. Bắn vào con xanh thì sẽ được ngẫu nhiên điểm này. Bắn vào con trắng là được cộng 10 này. Vàng là 20 và cam là 30. Đấy. Rồi, vậy là mình cũng đã trải nghiệm sương sương qua cái chế độ khu vui chơi này rồi. Đấy, nhìn chung là khu vui chơi này nó cũng chỉ như vậy thôi. Không biết là còn gì nữa không nhỉ? Mình nghĩ chắc là hết rồi đấy. Thì ok, lần đầu tiên mình được trải nghiệm một chế độ gọi là game trong game đấy anh em ạ, gọi là game trong game vào PUBG để trải nghiệm những trò chơi của PUBG Mobile, những trò trò chơi phụ rất là huyền thoại, rất là hay luôn. Thì mình phải công nhận là cực kỳ thích cái chế độ này luôn, lần lần này luôn, rất là vui. Nói chung là mình đã trải nghiệm sơ sơ qua rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm người bắn nhau thôi anh em ạ. Nãy giờ xàm xàm trong khu này. Trời ơi, móng đất nhiều vãi cả trường đây. Trời ơi. Ủa tên nào đây? Vãi cả trường. Mình tưởng bot, ban đầu mình tưởng bot cơ đấy. Ui, bắn nhau trước mặt. Có một thằng trước mặt này. Mũ hai này. Nốc này.
Vậy là có một team bắn thính rồi anh em à. Không được, mình phải chạy ngay. Rồi, hai team công nhau rồi, hai team công nhau rồi. Hai team công nhau. Mình sẽ dừng ở đây thôi. Ui, bắn nhau căng thế nhở. Rồi, team Trung Quốc clear này. Ông kia vừa mới final kill, vậy là team này vẫn chưa clear. Hay là ba team ta? Được. Ui, sau lưng mình có người. Hai tên luôn. Một viên này. Hai viên này. Chắc mình đẩy thôi. Team này có hai thôi hay sao ấy. Thôi xong rồi. Một đầu này. Trời ơi ông này. May mà ông này bắn ngáo anh em à. Quái bên tớ mình chết rồi đấy. Hên thế. Vâng. Ui ở red zone. Té gấp. Trời ơi, quả đấy mình tưởng mình chết rồi đấy. Mà không ngờ là cái tên này cứu nhanh thật. Có xe à? Có xe trước mặt mình này. Không biết là team này có mấy người ở đây. Rồi, hai tên lạc trôi nè. Đúng lúc mình đang cần xe, xe mình hết xăng. Với thế này chưa có ai loot hay sao ấy nhở. Ồ, đúng luôn anh em ạ, té luôn. AUG thì mình sẽ không lấy đâu. Ê, có người, có người, có người này, bên trái mình này. Hai tên luôn, hai tên luôn. Trời, điệu gắt thế nhở. Áo hồng yếu cực kỳ luôn. Rồi, nóc áo hồng này. Ai ôi, bị cái tên Kassalan nó kê. Nó cover tốt thế nào, nhìn này cái đầu ngó kìa, ghét không ấy chứ. Nóc hai này. Mình chắc là mình đẩy được. Đang cứu đấy, phải đẩy để nhanh mới được, team này có 3 thôi. Chắc là được cứu rồi đấy. Bây giờ mấy ông này cứu nhanh lắm. Cứu này, cứu này. Áo hồng nằm này. Clear luôn này. Trời ơi, ông mấy ông thần này làm cái gì đây. Lần sau là khiếp thật gì mình ăn hòm thính sợ đấy. Từ từ mình lấy cái silent cho khẩu M24. Nãy ông nào có cầm ca silent ấy. Đây rồi. Ok. Ngon thế nhỉ. Có xe mới luôn. À, có người trước mặt này đang chạy xuống này. Thì ra là con bot thôi. Ê, có người trước mặt. Ơ, con bot à? Vâng, vẫn là con bot luôn anh em mà. Mình không hiểu sao nha, mấy cái trận danh đầu mùa ấy, thường là đầu trận là không bao giờ xuất hiện bot. Nhưng mà đến cuối trận ấy thì cực kỳ nhiều bot luôn. Mà thường là danh đầu mùa là số người ở bot cuối rất là đông.
Trận này là đang còn đỡ đấy. Mọi trận khi mình chơi ấy là bo cuối như này là thường là còn đang còn trên 10 người cơ. Thôi chắc là mình đứng đây thôi, chỗ mình đang giữa bo mà. Đấy, chỗ mình tâm bo luôn anh em ạ, quá ngon luôn. Giấu con xe đã. Đề phòng mấy ông này phá lốp. Đằng kia có một con xe máy kìa. Ủa, lượn kìa, lượn lượn kìa, làm gì đấy? Một tên này. Từ từ nha, lao về chỗ mình thì mình bắn thôi. Thanh niên đi xe máy này đi đâu đây? Đậu xanh đang đi trách người anh em à. Trời ơi, ba tên luôn anh em ạ, không được. Ba tên này trên đấy. Ba tên này ngoài bo này. Còn tên lúc nãy đi xe máy là không biết là dừng đâu rồi. Ấy à. Bên phải có luôn này, chỗ hòn đá có một kìa. Rồi mình đứng đây đã. Mình canh cái tên, ba tên chỗ trên đồi trước này. Tên này ngoài bo, mấy tên này ngoài bo này. Tên áo hồng chắc là dừng ngay chỗ cái hòn đá đằng kia rồi. Chỗ mà mình vừa mới combat cái team chỗ đằng kia. Rồi, Akasai lần vừa sẽ chết một ông rồi. Trời ơi. Một viên này. Rồi, nốc một này. Bạn chạy đi đâu bạn ơi? Smoke à? Thôi xong rồi, toang rồi, toang rồi, toang rồi. Công Phượng với chúng tôi này. Gạt luôn. Còn một tên nữa. Chỗ mình trong bo rồi. À đây đây đây, hòn đá nhìn mình này. Nhìn này, định bệnh mũ ba anh em à. Vãi cả trường. Không sao. Mấy ông này đều ngoài bo hết mà. Mấy quả mình vẩy đẹp như thế mà lại mũ ba. Không phải rồi. Ui. Cái đầu xinh xinh tí nữa là bay đầu nhá. Ấy à. Lại mũ ba nữa kìa, đùa. Ông này hồi medkit rồi. Thay đen này hên thế, trận này mình mà nhặt được ốp thì đẹp rồi. Nãy đi ăn hai hòn tính mà không có cái ốp nào. Uầy, quả mình vẩy nhanh như vậy mà nó ông này lại mũ ba. Không sao, thay đen này bay đầu rồi. Đây này ngó lần nữa là bay đầu luôn này. Còn team bên này nữa cơ, mình sợ năm nè. Rồi, bo đang thu vào rồi. Nó còn bốn ông nữa. Rồi chết luôn này. Ui, làm cái gì? Gạt mình lấy kill. Còn hai ông nữa anh em à. Hai ông nữa chắc là bò được vào bo rồi. Trời ơi, mình vẫn đang trong bo.
Mới sau lưng mình có ai không ta? Mình sẽ lấy xe mình trèo lên nóc nhà vệ sinh mình quan sát dễ hơn. Đây. Đâu nhỉ? Trời ơi, đúng cái tên áo hồng đấy rồi. Vãi cả trưởng. Tên áo hồng này móc mình này. Trời ơi, chỗ nào ấy nhở? Đậu xanh tí chết anh em à. Ui, tên áo hầm này âm binh thế. Bé na rồi. Khó thế nhở? Rồi, tên này chết luôn này, còn tên áo hồng này. Ôi thôi. Mình còn 3 viên đạn M4 anh em ơi. Mình còn đúng 3 viên đạn M4 thôi. Toang rồi. Trận này lỡ bắn hết đạn rồi. Giờ sao đây mọi người ơi? Trời ơi, mình quên để ý đạn anh em mà. Mẹ nãy mình thấy trách ông áo hồng này tốn nhiều đạn quá à. Bực vãi. Không sao, mình vẫn đang trong bo. Thằng này đang quăng rất là nhiều bom và nhiều nét. Bây giờ phải cố gắng bắn được ông này một viên M24. Rồi sau đó mình sẽ rút. Đây mình thấy rồi. Một viên rồi. Một viên M24 rồi. Ôi định mệnh, đậu dây mình vừa nhặt được 30 viên đạn nữa. Trời ơi, bực thế nhờ. Me đúng trận đầu tiên đầu mùa, chỗ giận. Ui sao nó trâu thế? Một viên mài từ mình bắn được trúng đâu được một viên nữa hay hai viên nữa sau mình thay đạn mình bắn được thêm một viên nữa mà vẫn không chết. Me đèn thế nhờ, thôi. Trận này hơi đen anh em mà, nhưng mà dù sao thì mình cũng đã trải nghiệm được chế độ à quên ở đúng rồi khu vui chơi giải trí trong chế độ chúc mừng sinh nhật lần 2 của PUBG. Đúng chúc mừng sinh nhật lần 2 được top 2 luôn. Không thể tin được. Thôi hẹn mọi người clip sau nha. Bye bye anh em nha. Và chúc mọi người xem clip vui vẻ nha.